bị cáo vụ chuyến bay giải cứu điều trị tâm thần vì ám ảnh về mức án tử hình. Bị hại chuyện đối tượng đang trốn truy nã được giới thiệu làm trưởng ban dân vận thôn. Tai nạn giao thông khiến một người tử vong, đường Nguyễn Trái ùn tắc cục bộ. Cập nhật tình hình mưa rông trên biển. Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh YouTube báo Lao động. Vừa rồi là những thông tin chính có trong chương trình, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, liên quan đến phiên xét xử vụ chuyến bay giải cứu đang thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận. Sáng 14 tháng 7, một bị cáo trong vụ việc là Phạm Trung Kiên, cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế đã nghẹn ngào đứng trước tòa và cho biết phải đi điều trị tâm thần vì ám ảnh về mức án tử hình. Sáng 14 tháng 7, tại tòa án nhân dân Hà Nội, các luật sư tham gia bào chữa tiến hành xét hỏi các bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu. Bào chữa cho bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, các luật sư tập trung hỏi nhóm bị cáo đưa hối lộ cho thân chủ để được xét duyệt các chuyến bay combo đưa công dân Việt Nam về nước. Bất ngờ luật sư công bố hồ sơ bệnh án liên quan đến chẩn đoán hành vi tự sát rối loạn tâm thần đa dạng, không có triệu chứng sau nhiễm COVID-19. Trước công bố này, Kiên đứng trước tòa nghẹn ngào cho biết, sau ngày 24 tháng 1, bị cáo bị bệnh COVID-19 diễn biến rất nặng. Phải vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cấp cứu, nằm viện một thời gian. Sau khi ra viện, cộng thêm với thông tin cơ quan điều tra khởi tố vụ án, tâm lý của bị cáo chịu sức ép rất nặng. Bị cáo kiên khóc và nói, qua tìm hiểu các quy định về pháp luật liên quan đến tội nhận hối lộ, khung rất nặng, từ 20 năm trung thân tới tử hình. Bị cáo đã bị ám ảnh mức án tử hình. Bị cáo rất sợ và có triệu chứng chỉ muốn chết với áp lực đó, bị cáo có một thời gian phải điều trị tâm thần tại bệnh viện tâm thần bạch mai. Dưới đây là giây phút bị cáo phạm trung kiên nghẹn ngào khi nói về việc bản thân bị ám ảnh án tử hình. Dạ bị cáo có mặt. Ạ. Trong hồ sơ qua cái cứu hồ sơ chúng tôi thấy có một cái hồ sơ bệnh án liên quan đến cái chuẩn đoán là gì hành vi rối loạn tân thần cấp đa dạng không có triệu chứng tâm thần phân liệt sau nhiễm covid thì cái 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 trường hợp này bị cáo bị thời điểm nào? dạ kính thưa hội đồng xét xử là sau ngày 24 tháng 1 thì bị cáo bị uh, bệnh Covid Thế và bị cáo cũng bị diễn biến rất là nặng và phải cấp cứu ở trong bệnh viện Đào Y Hà Nội và cũng phải nằm viện một thời gian. Thế sau khi được ra viện thì cũng cộng thêm là cái thông tin về cái việc là cơ quan điều tra khởi tố vụ án nên là cái diễn biến tâm lý của bị cáo chịu sức ép rất là nặng và đồng thời sau khi xuất viện uh, Ờ, chữa Covid thì bị cáo cũng thường xuyên phải làm việc với cơ quan điều tra Thế qua tìm hiểu về cái quy định của pháp luật liên quan đến tội nhận hối lộ này là khung nó rất là nặng Từ 20 năm trung thân đến tử hình nên bị cáo bị ám ảnh về cái uh, uh, mức án tử hình Nên là bị cáo cũng rất là sợ đây này bị cáo là có cái cái triệu chứng này thì Thế là đã bị đã cáo có không? cái triệu chứng là muốn chỉ muốn chết để mình bị thoát khỏi cái áp lực đó thì do vậy mà bị cáo cũng đã có một thời gian điều trị tâm thần ở trong bệnh viện tâm thần bệnh viện. Vâng, xin, dạ. xin hết, xin cảm ơn đội đọc xét xử. Bị cáo về đi. Dạ. Trước đó sáng cùng ngày bị cáo kiên trả lời luật sư, các doanh nghiệp chủ động tìm đến và bị cáo không hứa, thấy có doanh nghiệp đến nhờ thì nhận lời giúp đỡ. Bị cáo Kiên cũng khai các doanh nghiệp khi đến đặt vấn đề xin giúp đỡ cấp phép các chuyến bay có 3 đơn vị đặt vấn đề số tiền bồi dưỡng sau khi hoàn thành. Tuy nhiên bị cáo trả lời cảm ơn các bộ ngành khác như thế nào thì đưa cho bị cáo như vậy, không đề cập số tiền cụ thể. Bị cáo Kiên nói các doanh nghiệp chủ động tìm đến bị cáo, bị cáo không có hành động gì gây khó khăn làm chậm tiến độ của các doanh nghiệp. Trong ngày hôm qua, Kiên bất ngờ thừa nhận việc đề xuất một số doanh nghiệp đưa tiền để được phê duyệt các chuyến bay combo được công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước. Theo đó, Kiên đã yêu cầu đại diện các doanh nghiệp, cá nhân chi tiền từ 150 đến 200 triệu đồng một chuyến bay, hoặc từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng một khách đối với chuyến bay combo và từ 7 triệu đồng đến 15 triệu đồng một khách lẻ. Từ tháng 2 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021, Kiên đã nhận hối lộ 253 lần của 18 cá nhân với 62 đoàn khách lẻ với tổng số tiền hơn 42,6 tỷ đồng. Kiên cũng thừa nhận số tiền trên bị cáo dùng để đầu tư bất động sản cho người thân vay. Tiền nhận từ các doanh nghiệp được chuyển vào tài khoản mẹ vợ của bị cáo Kiên. Thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện An Dương xuất hiện nhóm đối tượng điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, cầm hung khí, gây dối trật tự công cộng, gây hoang mang cho tâm lý của người dân địa phương. Tối 13 tháng 7 vừa qua, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, Tổ công tác HP22 Công an huyện An Dương đã thành công truy bắt nhóm đối tượng này. Trước đó ngày 9 tháng 7, Công an huyện An Dương nhận được tin báo của quần chúng nhân dân cung cấp. Khoảng 21 giờ 25 phút cùng ngày, anh Nguyễn Quy Hát, sinh năm 2008, thường trú tại xã An Hưng, điều khiển xe máy Eberlet, chở theo anh Ngô Quy Ca, sinh năm 2006, thường trú tại xã An Hồng, cùng huyện An Dương, Hải Phòng, đang di chuyển trên tuyến quốc lộ 5 thuộc thôn Cách Thượng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Bị nhóm đối tượng thanh niên không rõ lai lịch điều khiển xe máy đuổi và dùng hung khí gây thương tích. Hậu quả anh Hát và anh Ca bị thương. Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo công an huyện An Dương chỉ đạo lực lượng HP22, công an huyện cùng các lực lượng chức năng khác triển khai nhiệm vụ truy tìm các đối tượng gây án. Sau 3 ngày, đến ngày 12 tháng 7, lực lượng phá án truy bắt thành công nhóm thanh niên trên có độ tuổi từ 16 đến 21 tuổi. Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện An Dương ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 13 đối tượng trên về tội gây rối trật tự công cộng. Mới đây một câu chuyện hi hữu đã xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk, một đối tượng bị truy nã về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, sau khi lần trốn đã thay tên đổi họ, tạo cho mình một vỏ bọc mới nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Tuy nhiên sau 21 năm sống trong vỏ bọc mới do chính mình tạo ra, đối tượng này đã bị bắt giữ điều đáng chú ý ở đây là đối tượng này còn được chính quyền địa phương giới thiệu làm trưởng ban dân vận thôn. Theo đó vào tối 13 tháng 7, một lãnh đạo công an huyện Mờ Đắc, tỉnh Đắk Lắk thông tin vừa phối hợp với công an huyện Mường Lát tỉnh Thanh Hóa bắt giữ đối tượng bị truy nã là Giàng Xeo Xà sinh năm 1975 quê tỉnh Lào Cai. Quá trình xác minh, lực lượng công an phát hiện đối tượng có tên là Cư Xeo Thống có đặc điểm nghi vấn giống với Giàng Xeo Xà. Sa là đối tượng đang bị truy nã từ ngày 28 tháng 6 năm 2002 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Mường Lát. Qua quá trình đấu tranh, đối tượng có tên là Cư Xeo Thống khai nhận, mình chính là Giàng Xeo Sa. Vào năm 2002, Giàng Xeo Sa đã bị Cơ quan Chức năng bắt quả tang về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Lợi dụng sơ hở của cán bộ công an, Giàng Xeo Sa đã nhảy xuống sông trốn thoát. Sau đó, đối tượng cùng gia đình vào khu vực thôn 9, xã Cư Cơ Đóa, huyện Mờ Đờ Rắc sinh sống. Tại đây, giàng xeo xà đổi tên thành cư xeo thống. Để tạo vỏ bọc, xà tích cực tham gia các hoạt động công tác xã hội của thôn. Năm 2017, giàng xeo xà còn được chính quyền địa phương giới thiệu làm trường ban dân vận thôn 9. Tuy nhiên, sau 21 năm thay tên đổi họ, ngày 9 tháng 7 năm 2023, giàng xeo xà đã bị bắt. Xin được chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, mới đây công an thành phố Hải Phòng đã có thông tin về vụ việc bắt giám đốc và nhân viên trung tâm đào tạo sát hạch lái xe thuộc trường cao đẳng giao thông vận tải Trung ương 2, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Được biết vị giám đốc này đã lợi dụng chiếm đoạt 22 tỷ đồng của học viên. Theo đó vào ngày 24 tháng 6, phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hải Phòng đã chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ chức năng công an thành phố tiến hành triệt phá thành công chuyên án, bắt quả tang tại phòng thi lý thuyết trường cao đẳng giao thông vận tải Trung ương 2 bốn giáo viên của trung tâm đào tạo sát hạch lái xe thuộc trường đang có hành vi làm bài hộ thí sinh, trợ giúp thí sinh làm bài trên máy tính. Tại khu vực thi thực hành, có 9 giáo viên trung tâm đào tạo sát hạch lái xe thuộc trường có hành vi tổ chức chấm điểm kiểm tra sai quy định. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai của những người liên quan. Tập trung đấu tranh các đối tượng thừa nhận, từ năm 2021 đến nay, ngoài số tiền học phí đào tạo theo quy định, đối tượng Hoàng Đức Phương, sinh năm 1976, trú tại Tổ 8, phường Cát Bi, quận Hải An, Giám đốc Trung tâm Sát hạch Lái xe Cơ giới thuộc Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương 2, đã chỉ đạo đối tượng Trịnh Hoàng Huy, sinh năm 1973, địa chỉ đường Hòa Bình, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, là trưởng phòng tuyển sinh và một số cán bộ tuyển sinh của trung tâm ép buộc các giáo viên phải nộp thêm 1 triệu 200 nghìn đồng một hồ sơ lái xe thì mới tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh. Nếu không có số tiền nộp thêm trên, học viên không được tiếp nhận đào tạo. Với hành vi thu tiền học viên trái quy định, sử dụng thủ đoạn đe dọa, nếu không nộp tiền sẽ không được duyệt hồ sơ đăng ký học lái xe. Từ đầu năm 2021 đến cuối năm 2022, Phương đã cùng đồng bọn chiếm đoạt tổng cộng hơn 22,44 tỷ đồng của người học lái xe. Toàn bộ số tiền thu được bất chính kể trên, Phương và Huy ăn chia tiêu xài cá nhân và chi vào một số hoạt động của trung tâm, không ghi chép, hoạch toán vào sổ sách kế toán. Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ được nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng cùng 480 triệu đồng tiền mặt do hành vi vi phạm của các đối tượng mà có. Đến ngày 4 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, quyết định tạm giam đối với Hoàng Đức Phương, Trịnh Hoàng Huy về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 355 Bộ luật hình sự. Vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Hải Phòng tập trung điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan và thu hồi số tiền các bị can đã chiếm đoạt. Vừa qua một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra cạnh khu vực rào chắn thi công hố ga thuộc gói thầu số 2 hệ thống xử lý nước thải Yên Xá trên đường Nguyễn Trãi khiến một người thiệt mạng tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra vào đúng giờ cao điểm nên đường Nguyễn Trãi xảy ra ùn tắc cục bộ. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ ngày 13 tháng 7, anh TVT, sinh năm 1987, trú tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 18 g 1222 xx lưu thông theo hướng quận Hà Đông Thanh Xuân. Khi đến trước cửa số nhà 491 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội thì bất ngờ bị một người đàn ông trung niên chưa rõ danh tính, điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29P2027XX đâm vào đuôi xe. Cú va chạm đã khiến người đàn ông trung niên ngã ra đường, thiệt mạng tại chỗ. Theo anh T, thời điểm trên anh đang lưu thông với vận tốc chậm. Nhận được tin báo, cán bộ chiến sĩ công an phường Thanh Xuân Nam và đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã có mặt bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác điều tra, tổ chức phân luồng giao thông. Do vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm nên đường Nguyễn Trãi đã xảy ra ùn tắc cục bộ theo cả hai chiều. Tại chiều từ quận Hà Đông Thanh Xuân, dòng phương tiện nhích từng mét ùn tắc kéo dài hơn 1 km. Chiều đường ngược lại, phương tiện đi từ hầm chui Thanh Xuân về hướng quận Hà Đông gặp khó khăn. Hiện công an quận Thanh Xuân đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc trúng tuyển sớm tại các trường đại học chỉ là kết quả tạm thời. Những thí sinh đã đăng ký xét tuyển sớm vào trường bằng phương thức xét học bạ cần tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian ngày 10 đến ngày 30 tháng 7. Đến thời điểm hiện tại đã có 114 trường đại học, học viện trên cả nước công bố điểm chuẩn học bạ năm 2023. Theo đó trong thời gian này, thí sinh được đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn. Đồng thời thí sinh cần đảm bảo điều kiện tốt nghiệp trung học phổ thông và bổ sung hồ sơ để được công nhận trúng tuyển chính thức theo quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo không được yêu cầu hoặc thỏa thuận với thí sinh về việc cam kết xác nhận nhập học sớm dưới bất kỳ hình thức nào. Việc sắp xếp thứ tự nguyện vọng hoàn toàn tùy thuộc vào thí sinh. Các trường đại học không được phép yêu cầu thí sinh xác định nguyện vọng xét tuyển sớm là nguyện vọng 1. Năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cải tiến phần mềm hỗ trợ thí sinh để tránh sự nhầm lẫn phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Theo đó thí sinh chỉ phải chọn mã trường, chọn phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 hoặc phương thức xét tuyển khác. Đối với các trường khối quân đội, chỉ tuyển sinh nguyện vọng 1. Vì thế nếu thí sinh muốn dự tuyển vào trường quân đội thì trên hệ thống xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo phải để nguyện vọng vào các trường quân đội ở nguyện vọng 1. Các trường đại học cũng khuyến cáo thí sinh cần theo sát các mốc thời gian tuyển sinh từng trường để đảm bảo quyền lợi, tránh sai sót đáng tiếc. Thưa quý vị, hiện nay Hà Nội đang trong những ngày nắng nóng cao điểm, vì vậy nhu cầu áo chống nắng trên thị trường đang tăng nhanh. Bên cạnh đó thị trường áo chống nắng cũng đa dạng với nhiều sản phẩm và giá thành khác nhau. Tuy nhiên theo nhiều tiểu thương mặt hàng áo chống nắng lại bán chậm. Lý do là gì? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay dưới đây. Theo khảo sát của phóng viên báo lao động, tại nhiều khu chợ, các tiểu thương cho biết áo chống nắng là một mặt hàng rất cạnh tranh, nguồn cung nhiều dẫn tới khó khăn trong việc tìm khách hàng. Số lượng năm nay là khác với năm qua rất là nhiều. Vì năm nay là nhiều cửa hàng người ta cũng bán. Như năm ngoái bình thường là bán 6 70 cái thì năm nay chỉ bán được khoảng có 3 40 cái thôi. Giảm rất nhiều so năm ngoái. Ví, ví dụ như cái áo này chẳng hạn thì là 135 140 000 còn cái áo áo dài này hàng hàng, hàng, hàng đẹp thì khoảng là 250 hay 230. Nếu mà so với năm ngoái thì nó cũng không không đắt hàng hơn. Ờ, à, năm nay mọi người ưa chuộng cái kiểu dáng dài mà có hai lớp ấy thì vì thời tiết nó nóng nhiều ấy. Áo lữ thì là thường là áo dài, còn áo lam thì là áo ngắn hai lớp. Ờ, à, áo lam mình bán dao động từ 100 đến 180, còn áo lữ thì mình bán dao động từ khoảng 120 cho đến 300 300 350 một cái là một nhân viên văn phòng và là một bà mẹ bìm sữa, chị Nguyễn Thị Trang, chú quận Thanh Xuân, Hà Nội, không có nhiều thời gian đến trực tiếp các chợ truyền thống để lựa chọn áo chống nắng, nên chị Trang đã chọn mua áo chống nắng trên các sàn thương mại điện tử. Thời tiết Hà Nội gần đây thì rất là nắng nóng và với cái thời tiết như thế này mà không mặc áo chống nắng thì chắc chắn là tôi sẽ không dám ra ngoài đường. Xu hướng mua sắm của tôi, đặc biệt là mùa hè này, tôi đều mua trên, trên các sàn thương mại điện tử. Có nhiều gian hàng chính hãng có những sản phẩm rất là phù hợp với tôi ngoài uh, thị trường chợ thì cũng nhiều mẫu mã nhưng chủ yếu là cho nữ thôi thì uh, người ta cũng có bảo là chống giả tiêu cực tế mình cũng không biết là có thật là như thế không tiêu chí của chọn áo chống nắng của mình là ống áo dài quá tay chất mát thời tiết nắng nóng nhiều người tiêu dùng thường có xu hướng mua sắm trên các sàn thương mại điện tử là một trong những lý do khiến lượng mua bán áo chống nắng tại các chợ truyền thống giảm hơn so với mọi năm theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hình thái thời tiết nắng nóng oi bức sẽ còn diễn ra trong những ngày tới. Để bảo vệ sức khỏe, quý vị nên trang bị thêm kính, găng tay và mũ khi phải ra ngoài đường. Cuối chương trình xin mời quý vị khán giả đến với những cập nhật mới nhất về tình hình mưa rông trên miền. Hiện nay rãnh áp thấp có trục ở khoảng 15 đến 18 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực phía đông Philippines, kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam cảnh báo có khả năng xảy ra mưa rào và rông. Theo đó, vào đêm 14 tháng 7, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Cảnh báo, ngày và đêm 15 tháng 7, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía nam khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển từ 2 đến 4 mét biển động mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở cấp 2. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.